Mùi tỵ hợi tuất thân sửu, hãy nghe 6 sự phản chiếu về nội tâm của các bạn. Có phải trong lòng của các bạn đang trải qua những điều này hay không? Thứ nhất, các bạn có hai tính cách, bên ngoài tỏ vẻ vô âu vô lo, nhưng bên trong là cả một bầu trời nội tâm vất vả. Thứ hai, người khác nhìn bạn ai cũng nghĩ bạn vô tư vô lo, giàu có an nhàn nên hay ngỏ lời mượn tiền nhờ giúp đỡ. Thứ ba, các bạn là người có nội tâm khó đoán, ít ai hiểu, luôn tự suy nghĩ, tự gồng, tự chịu. Thứ tư, lận đận từ tiền bạc lẫn tình duyên, biến cố một mình giải quyết, bạn bè có mấy ai mà thấu đâu. Thứ năm, lúc vinh hoa lắm người thân bạn bè, khi xa cơ lỡ vận chẳng có ai ở cạnh, đành phải mạnh mẽ mà vượt qua. Thứ sáu, đôi khi cũng yếu đuối, cần người chia sẻ mà mấy ai hiểu, nhưng khổ đủ rồi, tới lúc tìm lại thời vận cho bản thân mình, bắt đầu những chuỗi ngày vui vẻ sau hôm nay, trời sẽ quang, mây sẽ tạnh, nở ngọn xanh cành, cầu được ước thấy, hãy xả vận xui tại đây, chúc những tuổi này đắc lộc và sai tài.